Dạ, xin chào ngày mới quý vị khán giả thân thương của kênh Trang LTP. Hôm nay là ngày 30 tháng 12 năm 2020. Chỉ còn một ngày nữa thôi là hết năm 2020 rồi quý vị khán giả. Năm nay thiệt là nhanh đúng không ạ? Coi như là khi mà bị dịch Covid xong rồi là mọi thứ đều đình trệ hết. Nhưng mà đối với Trang thì năm 2020 này thiệt là một năm rất là nhiều kỷ niệm. Tại vì năm nay là cái năm mà Trang quyết tâm và dám làm YouTube. Nhờ vậy mà Trang có thể quen được và kết nối được và có thể làm quen được với rất nhiều nhiều cô chú anh chị khán giả cũng như là các bạn đã xem kênh và quý mến Trang, cùng đồng hành cùng Trang từ lúc tháng 3, tháng 4 đến tận bây giờ là đến tháng 12. Wow, đúng là một khoảng thời gian rất là dài ạ. Ngoài ra thì năm nay đặc biệt là Trang có cái trải nghiệm, có cái kỷ niệm là được tham gia chuyến đi miền Trung cùng anh Khương Dừa. Đây là một cái hoạt động mà có lẽ không bao giờ Trang có thể quên được những cái kỷ niệm trong chuyến đi này. Và hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến đi miền Trung, cũng là đợt 4 rồi cô chú anh chị. Trang mới thanh toán phòng khách sạn xong thì bây giờ Trang chuẩn bị dọn hành lý rồi ra cùng với lại các anh em để họp. Thì đây Trang thấy ở chú khách sạn chứ cũng đang mở cái tivi là kênh YouTube của Trang để coi nè. Đây. Chào chú. Dạ, chú khách sạn. Đó. Con cảm ơn chú nha. Đợt 3 với lại đợt 4 là tụi Trang đều ở khách sạn của chú luôn á. Chú biết đàn anh Khương Dừa phải không chú? Biết, Khương Dừa ở đây đâu nè. Dạ đúng rồi, không phải giờ tụi con ở đây nè. Dạ. Chú con đi nha. Rồi. Cảm ơn chú. Đó, chứ còn đang mở tivi coi cái đoạn hôm qua tụi Trang đi đi vô trong xã Trà Giáp á cô chú anh chị. Đi ủng hộ gì mà cực khổ quá vậy thôi chứ. Không quá làm sao mà chỉ vô tới nay cho mình cái dân họ. Dạ, đây là cái chỗ Trà Giáp á chú. Đó, hôm qua đi cái này mình đi bộ mấy cây số hả? Dạ, đúng rồi. Này tụi con đi có đi xe máy nữa đó, mà cái khúc này là đường xấu á. Năm xô đi. Dạ, khúc này đường xấu quá, xe máy đâu đi được đâu. Đi trên núi đi non nó khổ cực cứ mà trời. Dạ. Đẩy xe lâu nổi luôn. Khổ mà chịu khổ kinh khủng vậy thôi chứ. Đi ủng hộ cho dân cái khổ kinh. Dạ. Con cảm ơn chú nha. Dạ, chú xem ha. Con ra con học với đàn xíu. Chú qua cái lệnh đi. Dạ, chú giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, con chào chú ạ. Dạ. Giờ Trang với lại mọi người đang dọn vali để chuẩn bị đi nè cô chú anh chị. Đây là vali của Ngân. Có bánh mì hôm qua mua để đi nữa, nhưng mà trên xe lúc đó đi vô trong sâu á, do tụi Trang đi mà mấy anh trong địa bàn trong địa phương đó nói là đường đi khó khăn lắm nên là không có mang được nhiều đồ, cái sách thì sách được ít à, không có sách được hết. Dạ, còn đây là cái cây gậy đi địa hình của một chú khán giả gửi tặng, nhưng mà tiếc quá do là đợt này tụi Trang đi không có biết trước được cái địa hình nó sẽ như thế nào. Mỗi đợt đi là không mới biết được, khi nào mình vô trong cái chỗ đó rồi á thì mình mới biết cô chú chị. Chỉ nghe các anh địa phương kêu là xấu thôi chứ còn không có biết rõ. Đó, rồi đây là cái thùng giày, thùng áo khoác với những cái đồ khác của đoàn. Dạ. Đây là ngày cuối rồi. Mình ơi, hello em trai. Hello chị. Đây là bé Trần Thanh Trương ạ. À. Dạ, xin chào quý khán giả kênh chị Trang, Trần Thanh Trương ạ. Một người chị cả, chị Trang đang sắp xếp lại đồ đạc với vị nữa. Đó. Hôm nay là bé Trương được đến lúc mà đi đi vô trong cứu hộ là được người dân tặng. Tặng những cái cây lan đó. Cho anh Khương với em mang về trưng Tết. Dạ. Nhưng mà Trương là rất là quý nha, Trương quyết tâm là sẽ cầm về để gửi cho ba của Trương. Không biết là vượt qua hải quan sao nhưng mà em mang về. Dạ. Còn bây giờ mình đi ra, chị đang làm gì á? Chị đang sẵn đồ, chị mới xong nhưng mà anh trả tiền khách sạn. Dạ, đợt này thì mỗi người một công việc, Trang thì là giữ gìn cách là giữ cùng với nấm bi chia ra giữ tiền, tại hai đứa con gái giờ di chuyển nhiều quá nên không có dám để một người giữ mà phải chia ra hai phần để hai bạn cùng giữ, là Trang với nấm bi. Rồi Trang là liên lạc với địa phương, liên lạc với các anh, rồi sắp xếp xe, sắp xếp khách sạn cũng như là ăn uống ngủ nghỉ cho đoàn. Và còn bé Ngân là đảm nhiệm vai trò là chụp hình ghi lại những cái khoảng khách quan, bé nấm bi sẽ là ghi chú lại cái khoản tiền chi của từng hộ gia đình. Đó, rồi xong rồi mỗi ngày tối mỗi ngày thì nấm bi sẽ đếm tiền. Thanh Trương á, là sẽ phụ anh khuân vác đồ, mang đồ. Rồi sau đó là thách khe cho các chị em gái trong đoàn. Rồi cũng có quay phụ bạn quay phim nữa. Đợt này có một bạn quay phim mới đó là bé Đức. Bé Đức là hồi trước có quay bên team của anh Clement rồi. Đợt sau này thì anh Khương nhờ bé Đức cùng hỗ trợ cho anh Khương trong việc quay clip.
từ đây về sau luôn, nên mong là cô chú anh chị sẽ làm quen với một thành viên mới là bạn Đức nha. Bạn quay phim cũng tội bạn Đức lắm cô chú anh chị. Đi 2 ngày Đức là chắc trước giờ là chưa có đi cái kiểu miền Trung cực như vậy đâu. Còn Trang, Nấm Bi, Trương với lại Ngân với anh Khương là đã trải qua 3 đợt đi trước rồi, nên là cái kiểu địa hình này là đối với tụi Trang là cũng quen thuộc chứ không có gặp bỡ ngỡ. Thành ra tụi Trang cũng chuẩn bị đồ đạc này nọ nhẹ lắm, như nón nè, áo khoác nè, rồi giày và túi ba lô nữa. Đó rất là gọn nhẹ. Đức thì chưa quen, thành ra hôm nay Đức đi cái Đức mang nguyên một đôi giày thể thao, là đôi giày từ ngày đầu tiên là mang một đôi Nike rất là xịn nha. Lúc mà mang là cả đàn nói mang coi chuyện dơ đó, có chuyện hư đó. Cái Đức nói không sao đâu, Đức hư dạ dạ không sao hết. Cái cả đàn nói ừ để coi, nhưng mà đi là chắc chắn là bầm dập thôi, đôi nào chịu nổi đâu. Ai về đâu, mới đi được tí xíu cô chú anh chị, mới như là mới tới cái chỗ quán nước khúc đầu tiên thôi đó, là đôi Nike banh sát rồi là tan mạnh luôn, là bị bung cái gót, bung cái đế của cái gót. Rồi xong qua ngày thứ hai là Đức cũng mang một đôi dép, đôi giày sandal cũng của Nai luôn, rồi một đôi vớ Nai màu trắng. Cái coi đàn mới trêu là rồi coi chừng cũng bị nha. Xong rồi Đức kêu không, hôm nay mang dép rồi rút kinh nghiệm, không thể nào bị được. Ai về đâu cũng bị banh luôn cô chú anh chị. Dạ, tội bạn Đức lắm. Xong đến lúc mà quán nước rồi mọi người mới mua một đôi dép cho Đức. Dạ. Bây giờ là anh em đã tụ họp rồi đây. Đây bây giờ Trang nha sẽ vô cùng anh em để họp một tí xíu trước giờ khởi hành lên đường về Sài Gòn nha. Chị mấy cô chú cũng rất là thương thương, vừa sáng nãy giờ gặp rất là nhiều người. Ủa chị đây hả? Chị ở phía xa đây, hồi sót chị cây cho em uống cà phê đó. Dạ. Chị đây má đây là 2, 3 nè, 2, cây chân dung rồi nha. Rồi 2, quá đẹp. Dạ cảm ơn chị. Ơi, chưa bao giờ thấy cảnh nhau đẹp như vậy. Ủa sáng chị kêu em hả? Đó, đẹp dạ, sáng sáng kêu em uống dạ. Cà phê đó mà em. Dạ. Chụp chân dung luôn. Thôi chị. Cảm ơn chị. Vâng. Đẹp quá. Ồ. Dạ. Chụp có hình em lên Facebook miếng đó. Dạ dạ. Cảm ơn chị nha. Dạ. Dạ dạ, ba chị, cảm ơn. Ở đây sáng giờ có nhiều cô chú anh chị rất là thương Khương Dừa, nhận ra Khương Dừa với lại mấy đứa em mời uống cà phê rồi mời uống. Chứ thương gì đâu. Rồi nãy nói tới đâu rồi? Tiền về máy bay dạ. Tiền vé máy bay rồi, có nhiều cô chú anh chị gửi tiền cho mấy anh em Khương Dừa để đi ăn uống. Rồi gửi giày nữa ha. Dạ, giày rồi gửi áo khoác rồi cái gậy. Mà tiếc là đợt này mình không có. Không, rồi có một chị gửi tiền luôn. Gửi tiền cho một người 100 đô Úc. Rồi gửi gửi gì nữa? Rồi gửi gì nữa? Gửi mỹ phẩm, dầu thơm nữa. Đó mà Khương Dừa chưa có đưa, thùng bự quá chưa có chở lên đưa cho mấy em. Nói chung gửi nhiều quà lắm. Cảm ơn rất là nhiều luôn. Mà quan trọng là có nhiều quý khán giả là luôn theo dõi kênh Khương Dừa, theo dõi kênh Nam Bi, theo dõi kênh Thanh Trương, rồi theo dõi kênh Ngân, rồi theo dõi kênh của Trang. Đó. Thì nói chung cũng rất là vui. Và bây giờ hôm nay là coi như là đợt cuối cùng rồi. Hôm qua mình đi còn lại khoảng 80 mấy triệu. Nhưng mà 80 mấy triệu thì mình không có đi được nữa. Nó còn số ít. Cho nên là phải cộng dồn lại cái số tiền của quý ông bà cô chú mà gửi cho anh á. Cũng vẫn ủng hộ miền Trung. Nhưng mà quý ông bà cô chú gửi mấy ngày gần đây à. Với lại cộng với số tiền mà quý ông bà cô chú mà gửi để hỗ trợ Tết á. Thì mình cộng lại. Dạ. Chào cô. Chào cô. Dạ chào cô. Dạ dạ. 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 Đi lên Bắc Trà My đó con. Dạ dạ dạ. Dạ. Ông nội ăn bún lẩu má. Dạ dạ, cảm ơn cô. Cô đi đâu hả? À dạ cô đây hả? Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ. Dạ cảm ơn cô. Cô coi nấm mi. Khó tên tiếng Anh khó kêu quá. Chưa. Phương trời xa xứ lạ. Anh kia. Dạ cảm ơn cô. Trời. Dạ cô coi hết luôn. Dạ dạ. Tại không do cái tên khó nhớ cơ. Dạ cảm ơn cô. Dạ. Dạ. Dạ cảm ơn cô. Dạ. Dạ. Ủa rồi giờ tính nói tới đâu ta?
Con quay clip xíu con nói chuyện coi ha. Dạ, dạ chào cô. Qua gửi tiền về đợt còn ít. Dạ dạ. Dạ dạ, xíu xíu con đi ra sân bay. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Dạ cô chào cô. Dạ dạ cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn cô. Con biết vậy. Tiền còn ít nên là mình không đi tiếp được. À số tiền còn ít nên Khương Dừa không đi tiếp, mà Khương Dừa sẽ cộng lại, tại vì có nhiều quý ông bà cô chú gửi tiền để gửi để mua quà tặng quà Tết cho bà con nghèo ở bà con nghèo á. Thì Khương Dừa sẽ gom lại chắc chắc cũng khoảng gom cái đợt này hôm qua đi còn tám mấy triệu, chắc gom chắc cũng khoảng được trăm mấy hai trăm triệu gì nữa. Nhưng mà chắc sắp Tết thì anh em Khương Dừa sẽ tổ chức một cái nội dung gì đó để mình gây quỹ thêm, để mình đi để mình tặng quà. Dạ thì cũng xin phép bà con cô bác như vậy luôn ha. Dạ chứ giờ là cộng vô do có nhiều quý ông bà cô chú gửi vô ngàn triệu, hai triệu, năm triệu, mười triệu cũng có, nhưng mà nó cộng lắc nhắc cái mình đi không được, mình đi nó phải cộng một cục lớn luôn cái mình đi một lần. Dạ chứ mà đi 80 triệu mình vô một xã có nhiều hộ mình cũng không giúp được gì nhiều. Đó. À, và bây giờ Khương Dừa cũng xin hôm nay thì đợt đầu đi thì có Khương Dừa, Nấm Bi, Thanh Trương, Ngân, Trang với lại chị Cẩm Hà với lại Ngọc Tú. Xong đợt 2 thì chị Cẩm Hà không đi được thì là Băng Phương đi. Dạ. Rồi đợt 3 thì cũng là đội hình đó luôn. Rồi đợt thứ 4 này thì Ngọc Tú thì đang bận ghi hình cho quay phim của Ngôi Sao Về Làng, không có tham gia được. Băng Phương thì đang phụ trách cửa hàng sầu riêng. Ủa đợt 3 đâu có Băng Phương? Đợt 3 Phó Phương. Đợt 3 là chỉ có mình với Tú thôi. À. Thì đó mấy bạn bận công việc nên không có đi được, thì đợt này cũng có 5 anh em với lại bạn Đức. Đức thì theo hỗ trợ quay phim giúp Khương Dừa. Đó. Thì cũng thay mặt hai bạn, bạn Băng Phương, bạn Tú với lại bạn chị Cẩm Hà, cảm ơn quý khán giả rất là nhiều. Nên như thường thường là mấy anh em sẽ quay clip hết chung rồi cùng đăng lên cùng cảm ơn quý khán giả, nhưng mà nay không có chị Hà với lại hai bạn thì Khương Dừa cũng thay mặt cảm ơn luôn. Dạ. Coi như là năm nay là mình đi du lịch nhiều nhất so với lại sao mỗi năm hả, đi là mà đi miền Trung không à. Nói chung rất là cực khổ, nhưng mà Khương Dừa nghĩ là ở người dân họ còn cực hơn nữa. Mình lâu lâu mình tới mình thấy quá cực luôn, mà họ ở đó họ sinh sống mình thấy cực hơn nữa. Và chính nhờ cái số tiền của quý bà cô chú mà quyên góp gửi cho anh Khương Dừa với làng Colomen mang tới cho họ, thì mình có thể góp chút một phần để họ có cái nhà ở, họ sửa ổn định lại cuộc sống. Đó, coi như là đi cũng rất cực, nhưng mà mình coi ấy, mình cứ coi như đi du lịch đi, rồi mình lại mang qua niềm vui tới cho mọi người thì mình cảm thấy nó vui hơn, mình đỡ mệt hơn. Đó thì Khương Dừa cũng xin tổng kết nhanh cái số tiền Khương Dừa đã chi trong 4 đợt, rồi cái số tiền còn lại để quý bà cô chú nắm, rồi xong đó Khương Dừa sẽ về Khương Dừa sẽ tổng hợp cụ thể lại, rồi Khương Dừa sẽ gửi những cái danh sách cái quý ông bà cô chú mạnh thường quân đã gửi tiền để giúp đỡ cho bà con miền Trung, để quý bà cô chú cũng nắm rồi yên tâm. Thì Khương Dừa nghĩ thì quý ông bà cô chú đã tin tưởng rồi, đã thương, đã ủng hộ cái cách làm việc của Khương Dừa thì nó thì dĩ nhiên là lúc nào quý bà cô chú anh chị cũng yên tâm. Chỉ có một số người không có gửi tiền mà cũng không làm thì lúc nào cũng nhắn này nhắn kia thấy mệt mỏi gần chết, nhưng mà thôi không sao. Một câu nhịn chín câu lành, như cái gì mình bao dung, mình hoan hỷ một xíu thì nó sẽ vui hơn, mình để chi cái chuyện đó cho mệt. Dạ, bay sắp tới rồi đó. Dạ đợt một thì Khương Dừa đi ở trên Quảng Trị, nhưng mà không có giúp ở trên Quảng Trị được, chỉ giúp Hòa Hài nè, rồi xong rồi giúp về huyện Lệ Thủy, rồi về Huế. Thì Khương Dừa lúc đó thì là bão lụt, nó đang mưa rồi nước ngập, nên lúc đó nó mọi thứ nó tùm lum chân à. Nên lúc đó mình tới giống như mình trao triệu hai triệu mấy triệu, giống như là để cho họ có tiền họ mua nhu yếu phẩm để họ lo cái cuộc sống trước mắt thôi, chứ không giúp được nhiều. Thì lúc đó Khương Dừa chi 510 triệu đồng. Nói chung là 1.000 đồng hay 1 triệu đồng Khương Dừa chi đều có ở trong clip hết, nên Khương Dừa cũng an tâm, không có cái nào. Còn cái nào mà Khương Dừa chi mà không trao clip thì có là tiền túi của Khương Dừa. Có những trường hợp cũng thật sự mình đi mình cũng giúp, có những nơi mình bà con rất là thật thà chân chất mình giúp, còn có những nơi họ cũng có nhiều bà con họ cũng hơi bị quá khích á, họ cũng mình không giúp họ cái họ cũng
làm khó cho mình, cho nên có những cái đoạn mà Khương Dừa không ghi hình, tại vì thấy đưa lên hình thì nó không hay lắm, cho nên Khương Dừa cũng có nhiều khi cũng bỏ tiền túi ra Khương Dừa chi, nó không sao. Còn này là số tiền của quý ông bà cô chú gửi cho Khương Dừa thì Khương Dừa chi cho đúng đúng người hết, nên Khương Dừa ghi lại cũng yên tâm. Đợt thứ hai thì Khương Dừa đi A Vao à, dạ đi xã A Vao, rồi đi xã A Vao của huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị, rồi đi thôn Phú Thọ, thôn Tân Lệ, dạ với thôn Vinh Quang của huyện Lệ Thủy luôn quý bà cô chú. Dạ đợt đó thì Khương Dừa chi là 1 tỷ 659 triệu. Dạ đợt thứ ba thì Khương Dừa đi Sơn Tây Quảng Ngãi, rồi đi Nam Trà My tỉnh Quảng Nam, Khương Dừa chi là 2 tỷ 001 triệu đồng. Dạ đợt thứ tư là Khương Dừa chi là mới về đây nè, Khương Dừa chi 1 tỷ 8 triệu đồng. Dạ trong cái này thì là bốn đợt này thì trong đó có số tiền của anh cô lên gửi Khương Dừa là 4 triệu 450 triệu đồng, 716.000 đồng. Dạ là cuối cùng là chi xong 4 đợt cộng lương tuần Coleman thì Khương Dừa còn lại là 81.658.000 đồng. Đây có hơi lẻ là do số tiền quý bà cô chú gửi tiền đô rồi gửi khoản cũng có tiền lẻ. Dạ vậy tổng chi của Khương Dừa là 5 tỷ 178 triệu. Dạ Khương Dừa thì chỉ chi tiền mặt thôi, Khương Dừa không chi quà, còn bên anh Coleman thì lúc đó anh có nhân sự sắp xếp nên có chi quà nữa rồi. Nhưng mà đây là 5 tỷ mấy là có tiền của anh Coleman nữa, cho nên số tiền của Khương Dừa nhận được từ kênh của Khương Dừa là tính tới cái này tính hồi tháng 11 là nha quý bà cô chú. Dạ là hai tay tháng 11 hay vậy, tính từ cái đợt 3 là mình đi mấy ngày mấy vậy, là Khương Dừa có 4 tỷ, là Khương Dừa có được 4 tỷ 727 triệu 284 ngàn đồng. Đó thì đây là số tiền Khương Dừa nhận được và đã chi, còn hiện tại còn dư nhiêu đây, chi nhiêu đây thì còn dư nhiêu đây, em cộng hai khoản này lại là mình coi như là anh nhận được nhiêu ta. Còn hiện tại thì bữa giờ trong vòng nửa tháng nay Khương Dừa vẫn nhận được số tiền của quý bà cô chú trong ngoài nước gửi tiền Việt cũng như tiền đô để Khương Dừa gửi miền Trung, nhưng mà cộng lắc nhắc nên Khương Dừa cũng xin phép bà con cô bác rồi đó. Rồi Khương Dừa sẽ cộng, em cộng số này lại để em biết mình có được bao nhiêu. Dạ. 4 tỷ 808 triệu 942 ngàn đồng. Không, quên. Đem cộng anh cộng số chi này nè, với cộng số này. Dạ. Thì em trừ lại số này là mình biết mình nhận được bao nhiêu. 5 tỷ đó. Cái này chi này còn lại cộng lại rồi mình trừ của anh con Coleman để coi anh kênh anh nhận được bao nhiêu để cho quý bà con cô bác cũng với mà cô chú biết. Dạ đây là số tiền mà Khương Dừa nhận được từ kênh Khương Dừa quý bà cô chú, 4 tỷ 808 triệu 9. Dạ cái này là chắc Khương Dừa về cập nhật nó chi tiết lại, với có thể chắc mình sẽ bỏ thêm ít tiền nữa để mình làm tròn luôn. Rồi bữa giờ thì mấy anh em đi thì lúc gây quỹ thì mấy đứa em đây nó cũng có gửi tiền cho Khương Dừa, rồi đi thì nhiều khi chi tiêu nữa, cũng nói chung mấy đứa cũng phải bỏ cũng chi tiêu luôn, cũng nhiều đó. Rồi tính ra Khương Dừa cũng không nghĩ là từ lúc mà Khương Dừa với anh con em phát động lại, Khương Dừa lại nhận được sự ủng hộ nhiều của quý bà cô chú như vậy. Đối với một cá nhân giống như của Khương Dừa mà Khương Dừa nhận tới là 4 tỷ mấy, gần 5 tỷ thôi, phải ít đó bà con bác, rất là nhiều. Nhưng mà cuối cùng có hiện tại thì chắc có mình Khương Dừa đi đi về đi sớm mà về trễ nhất, cuối cùng mấy anh em đi tới 4-5 đợt
tới giờ mới vẫn còn tiền luôn. Giờ không còn ai đi nữa. Không ai đi giờ. Không còn ai đi mà giờ mấy là... anh em mới ra đây làm chi nữa. Giờ người ta nhìn mất cười. Nhưng mà bà con của bác vẫn cần sự hỗ trợ. Nói chung là hết bão lụt thì mọi cuộc sống đường xá đồ nhà cửa người ta bắt đầu sửa sắp xếp lại, nhưng mà vẫn còn nhiều nhà chưa có tiền, nhưng mà hiện tại thì chắc là nó qua rồi, nên bà con cô bác đang chuẩn bị là về dịch rồi đó, chuẩn bị Tết đón năm mới rồi. Mà anh em Khương Dừa vẫn còn ở miền Trung đi để hỗ trợ đó. Thì Khương Dừa xin cập nhật nhanh cái thông tin này để quý bà cô chú nắm. Dạ, có gì về Khương Dừa sẽ tổng kết lại cụ thể hơn. Dạ, nói chung là bây giờ nếu mà để Khương Dừa chỉ sợ là có nhiều trường hợp quý bà cô chú gửi cho Khương Dừa mà sợ gửi không tới á, hoặc là có những trường hợp mà nhiều khi có những cái trang hoặc là cá nhân họ giả mạo họ nhận tiền, sợ là sợ vậy đó. Chứ còn số tiền mà quý bà cô chú đã gửi cho Khương Dừa nhận được là Khương Dừa tổng kết lại để Khương Dừa đi trao cho hết bà con cô bác rồi. Dạ, còn cái khoản nào mà Khương Dừa trích từ cái túi tiền riêng của Khương Dừa, hoặc là ví dụ từ học để đổi đời này kia, thì Khương Dừa đã có cập nhật riêng rồi. Dạ. À, thôi cho mấy đứa chia sẻ xíu với anh Ngọn nói không à, chia sẻ cảm xúc xíu đi rồi cảm ơn quý bà cô chú. Thì bây giờ coi như mình tạm biệt chia tay quý bà cô chú, rồi giờ năm mới rồi Tết đến rồi, anh em mình chuẩn bị có một hành trình mới là mang quà Tết đó tặng cho bà con, mà lúc đó sẽ vui hơn. Dạ, sẽ có nhiều niềm vui hơn. Còn ví dụ mình lúc mình đi miền Trung thì nó đang lũ lụt rồi mất mát này kia, rồi nó tang thương, nó hơi buồn xíu. Nhưng mà lúc mà Tết nhất thì nó sẽ vui hơn, khi mà cảm nhận anh cảm giác bây giờ mình mang quà mà cũng có quà chừng 200-300 ngàn tới tặng những cái nơi mà mình đã đi qua rồi, chắc họ vui lắm. Yeah. Đó, thôi mình chia sẻ một xíu đi. Thì Trang đi, Trang xin nói trước đi. Mít là kia, thôi nói đi, yeah, nghe mà. Em nói trước. Nói chung là năm nay 2020 là một cái năm, nói chung là em nghĩ là cũng hơi buồn xíu, tại vì suốt từ đầu năm đến giờ là không những dịch bệnh rồi thiên tai đó ập tới, mình phải hứng chịu rất là nhiều đó. Nhưng mà em nghĩ là trong cái giai đoạn khó khăn thì mới thấy là mọi người cái tình thương của mọi người dành cho đồng bào mình rất là nhiều đó, nên là nhờ những cái tình thương đó mà mọi người đã có với cô chú anh chị gửi một cái số tiền, và bọn em cũng được may mắn là những cái cầu nối để chia sẻ những tấm lòng đó đến với đồng bào miền Trung. Thì thực sự đi 4 đợt là 4 cái trải nghiệm rất là đáng nhớ, cũng rất là khác nhau. Mỗi đợt đi là một cái rất là nhiều cái mà mình có thể có được những cái bài học từ cái chuyến đi đó. Nên là em rất là cảm ơn tất cả mọi người, những mạnh thường quân, cô chú anh chị đã ủng hộ, đã đóng góp những số tiền đó để tụi em có thể có một, cũng là được một phần nào đóng góp vào trong cái chuyến đi lần này. Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng nhau vượt qua đó, cùng nhau tạo nên những cái gọi là những cái giá trị đáng nhớ, để sau này em nghĩ là khi mà mình về già hay như nào mình coi lại, mình thấy được mình đã có những cái hành động rất là ý nghĩa. Này xong năm nay xong có ý nghĩa hả? Hôm nay là năm nay là 34 tuổi mà chỉ năm tới năm 34 tuổi mới sống có ý nghĩa, còn dạ, 33 năm trước là không có ý nghĩa gì hết. Đúng, nhưng mà ý là đến ý nghĩa nhất, tại vì mình thấy mình cũng giúp được chia sẻ không? Dạ. Nói chung là mấy đứa em này nó cũng có bỏ tiền. Dạ. Nhưng mà quan trọng bà con cô bác thấy đi sợ lắm, thân gái mà đi nói chung cũng lội, bữa giờ là đi cũng bắt đầu cứng cáp rồi, còn mới ngày đầu ra nó hơi còn non, hơi dạ, gió mưa đồ hơi lay xíu. Đó, nhưng mà mấy bữa nay là đi rất là cứng cáp, nói chung là cái công sức bỏ đi nó cũng bỏ ra nó cũng người bỏ đi. Rồi tới em đi. Dạ, em thì cũng như mấy ngân cũng như các bạn thôi, chỉ muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các cô chú anh chị luôn theo dõi và đồng hành cùng anh Khương Dừa. Dạ, thì năm nay đúng là một cái năm dấu ấn của không chỉ của xã hội mà của cả nhóm mà cũng của bản thân em nữa, nên là rất là vui khi là được cô chú anh chị tin tưởng, được đồng hành cầu nối. Dạ. Nói chung đi vậy thì bản thân em cũng học hỏi và trải nghiệm được rất là nhiều điều. Tại vì từ xưa giờ thì em cũng hơi tiểu thư á, em chưa có tiếp xúc nhiều, em cũng không có đi cực khổ, thì cũng có cực khổ nhưng mà cũng không có tới mức là tới như vậy. Có nhiều khi ba mẹ em hay người nhà em ở nhà mình coi là cũng lúc em đi về ba mẹ em cũng xót, thì cũng kiểu nó thôi hay xin anh đừng đi nữa, đi cực quá, ba mẹ ở nhà đâu có cho con chịu cực chịu khổ gì đâu, mà đi để chịu cực chịu khổ ba mẹ xót. Cái em cũng phải nói sợ là không quay lên vậy thôi, chứ còn lúc đi bình thường không có gì hết, đi vui lắm.
nhưng mà thực sự là đi cũng cực thiệt, nhưng mà trong cái cực đó mình cảm thấy là nó rất là xứng đáng, và em cảm thấy rất là vui là khi em đã được đi cái chuyến đi này, và nếu mà có những chuyến đi sau này nữa thì em cũng xin phép là sẽ được đồng hành cùng đi để mang những cái giá trị ấy, mang cái sự san sẻ đó đến cho mọi người. Dạ, em xin cảm ơn cô chương trình. Đi giờ làm nói chuyện, đứa nào nói chuyện cũng hay chứ. Không mà không có một điều nữa là đi em cũng có một cảm nhận nữa là thực sự là trải qua 4 đợt với những cái kỷ niệm, thực sự là bình thường anh em làm việc chung với nhau cũng là nhiều nhưng mà không có gọi là sâu sát, từng như bữa ăn giấc ngủ làm những đi chung nói với nhau thì không nói những cái tật rồi. Nên là 4 đợt vừa rồi đi xong cái cũng có rất là nhiều kỷ niệm giữa các anh chị em đó trong đoàn đó, cũng không được tiếp xúc kỷ niệm với anh Sơm nữa hả? Chưa bao giờ được sâu ôm nhiều anh vậy. Ôm nhiều anh. Đi miền Trung được ôm nhiều anh. Ôm nhiều anh. Mỗi ngày một anh hả? Mỗi đợt là một anh khác nhau. Một đợt một anh. Không, mỗi ngày một anh chứ. Mỗi xã khác nhau mỗi xã là một anh. Đúng rồi, mỗi xã. Một anh ngày ôm quá trời giờ lâu. Quá đã. Ôm riết chai luôn. Nấm bi. Tên nấm bi. Nấm bi biết vắt à. Ưng vắt kìa, ưng vắt. Rồi, hôm nay đến đây là không còn vắt nữa rồi ạ. Rồi ạ, đến lượt em thì thôi cuộc gặp nào thì nó cũng đến hồi kết thúc, và bữa nay thì cứu trợ miền Trung thì là buổi kết thúc cuối cùng ở đây rồi. Hẹn mọi người 2021 sẽ nhiều tình thương hơn, nhiều niềm vui hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, nhiều sức khỏe hơn, an khang thịnh vượng hơn. Cái gì nó khỏe hơn. Nhưng mà đừng dịch hơn ạ. Dạ, đừng mắc dịch hơn ạ. Thôi hôm nay phải vui chứ quý vị bà con cô bác. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, đặc biệt là cảm ơn luôn luôn cảm ơn đến giống như sư phụ nói là cảm ơn đến quý khán giả luôn luôn theo dõi và ủng hộ cho tất cả team của chúng em, và sau đó là cảm ơn đến gửi lời cảm ơn đến anh Khương đã cho chúng em lại có một cơ hội nữa đến với lại miền Trung. Năm nay thì đi miền Trung khá là nhiều ạ, cả du lịch rồi cả đi giúp đồng bào. Đặc biệt là lên vùng sâu vùng xa nữa, có khi cả đời không bao giờ được đến này vùng cao luôn chứ mới vùng sâu xa này vùng cao vùng trên đồi núi vùng núi miền núi gọi là rất là không bao giờ được suy nghĩ có cái suy nghĩ là được đến đấy, nhưng mà bây giờ thì đã được trải nghiệm rất là nhiều thứ rồi. Cảm ơn gia đình bạn bè đã luôn theo dõi đăng nhập đăng quang quá vậy. Hôm nay đúng là một vinh dự mà anh để được chia sẻ những điều này, đâu phải là ai cũng làm được. Ai cũng làm được đâu ạ, chỉ có 5 anh em mình ngồi đây và có chị Cẩm Hà, chị Ngọc Tú với lại chị Băng Phương nữa là được làm điều này rất là vinh dự luôn ạ. Dạ em cảm ơn. Rồi tới đây tạm biệt được ha. Dạ rồi, đấy em cảm ơn là xong rồi ạ. Rồi thôi chào tạm biệt khán giả được thôi, chưa khỏi nói. Dạ kính thưa quý vị khán giả thân thương thì thực ra thì em nghĩ là cái chuyến đi thiện nguyện thì với một người mà đã va chạm sóng gió xã hội như em thì em nghĩ là đó là những cái điều nên làm, sẽ làm và mãi mãi làm. Thì những cái việc đó là lúc đó em đi thì mình nhiều khi mình nghĩ là mình nhìn lên trên mình không còn ai, nhưng mà mình nhìn xuống rất là nhiều người khổ cực, và trong những cái lúc hoạn nạn như vậy thì cái tinh thần tương thân tương ái đoàn kết lá lành đùm lá rách mình mới tương giúp đỡ lẫn nhau tạo nên những cái vòng tay yêu thương. Thì em nghĩ là em sẽ cố gắng phát huy và cũng xin được cảm ơn quý vị khán giả, còn em sẽ cố gắng sẽ mang lại niềm vui tiếng cười và cũng như truyền cảm hứng cho tất cả mọi người. Cho nên là em mong mọi người luôn ủng hộ tụi em và hãy bình chọn cho anh Khương nhân vật truyền cảm hứng cho 2020. Chúc mừng năm mới anh quý vị khán giả. Tính ra nếu mà số tiền mà gần 5 tỷ này nếu mà không phải bởi thiên tai mà mình mang ra mình tặng quà cho bà con cứu bác chắc mình làm được nhiều việc lắm ha. Yeah. Mà thiên tai nó đã mất mát nhiều lắm rồi, nhiều tài sản về con người nữa, đặc biệt là những có những người đã ra đi mãi mãi trong cái đợt bão lụt vừa rồi. Thì Khương Dư cũng xin gửi lời chia buồn tới gia đình, dạ, rồi cũng gửi lời động viên an ủi tới những hộ cũng như là bị mất mát tài sản. Nói chung mình cảm thấy xót lòng lắm, nhưng mà Khương Dư thì chỉ có nhiêu đó thôi, chỉ có vận động thì chỉ có 5 tỷ thôi, thì đi có nhiêu thì cũng đi trực tiếp rồi đi phát bà con. Và Khương Dừa nghĩ là hiện tại thì ở các địa phương mà với lại các hộ dân mà Khương Dừa đã anh em Khương Dừa tới thì chắc chắn là quý bà con cũng rất là
ấn tượng và sẽ nhớ mãi về mấy anh em của Phương Dừa đó. Và hy vọng là mình đi lần này thì mình biết có nhiều nơi khổ vậy, thì nếu mà có điều kiện nữa thì anh em của Phương Dừa sẽ tới để hỗ trợ thêm, nói chung là giúp được phần nào hay phần đó vậy, chứ còn không mình cũng không thể giúp hết được. Ngay cả bản thân mấy đứa em này thì nó đi làm cũng còn nhiều khó khăn, nhưng mà nó cũng đỡ hơn, nhưng mà nó cũng có sự chia sẻ tới bà con. Dạ, chung là cũng cảm ơn tất cả mọi người luôn, không biết nói lời cảm ơn nào. Rồi cũng rồi anh Colorman thì là mấy đợt này thì anh đang bận cũng ghi hình mấy chương trình về thiện nguyện, cho nên anh không đi được, thì Phương Dừa cũng mang cái trọng trách lớn là đi mang số tiền còn lại để gửi cho bà con luôn đó. Thì cũng thay mặt anh Colorman thì cũng cảm ơn quý bà con cô bác rất là nhiều luôn. Dạ, bây giờ anh em của Phương Dừa chuẩn bị ra sân bay để về lại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay là 30, rồi ngày mai 31 thì ngày cuối của 2020, bước sang 2021. Hy vọng là sang 2021 nó sẽ tươi sáng hơn, nó sẽ có nhiều điều vui hơn ha. Dạ rồi, thay mặt mấy anh em, Khương Dừa cũng gửi lời chúc cho quý ông bà cô chú một năm mới thật là nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng và thành công. Và riêng gửi lời nhắn nhủ tới những cái hộ mà Khương Dừa đã tới rồi chia sẻ, rồi cũng gửi tiền của Mạnh Thường Quân cho các hộ để sửa chữa nhà, thì hy vọng là các ông bà cô chú anh chị mình gắng cố gắng mình sử dụng số tiền đó sao cho hợp lý, mình sửa chữa các nhà để mình có nhà mình ở, để mình ổn định cuộc sống. Chứ cuộc sống này nó còn nhiều khó khăn, nhưng mà mình phải biết cố gắng, mình phải biết tự lo cho bản thân mình, chứ người khác không thể lo cho mình hoài được. Chỉ có thể thương tai dịch bệnh này kia thì người ta mới chung tay lại hỗ trợ cho mình thôi, chứ còn ngày thường thì ví dụ cuộc sống nó khó khăn thì mình phải cố gắng lên. Dạ đó, thôi chào tạm biệt quý bà cô chú đi. Dạ, cảm ơn quý bà cô chú nha, hẹn lại quý bà cô chú trong một trong đợt hỗ trợ bà con Tết đi. Dạ, hẹn gặp lại bà con trong 2021.